Xin biến chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Đình Duy theo dõi một truyện trinh thám có tên là Lưới Trời của tác giả Trí Nhân. Trước khi vào cùng Đình Duy nghe truyện, rất mong quý vị và các bạn bớt chút thời gian để nhấn nút đăng ký kênh, kênh Nghiện Truyện, kênh MC Đình Duy. Ở trên kênh MC Đình Duy thì vẫn đang phát bộ truyện Sát Thủ, một tác phẩm rất hay và mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc. Rất mong quý vị khán thính giả ghé qua kênh MC Đình Duy và đón nghe. Còn ở trên kênh Nghiện Truyện thì hôm nay chúng ta bắt đầu đến với tập 1 của Lưới Trời qua giọng đọc Đình Duy. Một tấm cát với chất giấy bằng ngà thật sang trọng. Trên cát dùng một thứ mực đặc biệt viết lên hai hàng chữ. Loại mực đặc chế này có vẻ như sơn mài. Khi khô, nét chữ ẩn hiện lên, trông rất bay. Tấm cát tuy rất thanh nhã trong sáng và các nét chữ cũng đẹp, dễ để coi. Nhưng đọc qua hai hàng chữ, người đọc tự dưng phải cau mày. Mấy hàng chữ như sau. Nghe truyền ông là người thích sưu tầm các loại giấy bạc lớn. Nhiều năm nay ông đã tàng trữ rất nhiều, tiểu đệ cũng có thú ấy. Vậy xin hẹn đúng ngày mùng 7 tháng 7 và lúc 7 giờ chiều, tôi xin được đến giám thường các giấy bạc mà ông đã tàng trữ. Xin ông thông cảm và đừng bao giờ từ chối. Một chữ ký tên ở dưới cho người cảm thấy không tầm thường. Triển Phong. Tấm cát hiện được đặt trên bàn làm việc của Cao Tường. Chàng nhìn thoáng qua và ngước lên nhìn về lão già gầy ốm đang ăn mặc khăn đóng áo dài, ngồi hưu quạnh bên chiếc ghế salon. Đứng trước mặt chàng hiện là vị phó thám trưởng thuộc ban trinh sát, Lâm Hiệu. Thám trưởng Lâm Hiệu là vị rất thâm niên và giàu kinh nghiệm về ngành cảnh vụ. Giờ ông đang đứng trước mặt Cao Tường. Thưa Cao chủ nhiệm, tôi đã giải thích với lão Phan Hưng. Bảo ông an tâm, vì có lẽ ai đang trêu đùa với lão. Nếu lão không yên lòng, mình có thể phái nhân viên đến nhà lão để bảo vệ. Hay lão cũng có thể mời thêm các anh trinh thám tử tư để tự vệ. Và tôi cũng không quên nói với lão là ông rất bận. Nhưng lão nhất định xin được diện kiến với ông. Cao Tường đưa ánh mắt nhìn về lão và lập tức quay về vuông cửa. Ngoài vuông cửa, nắng hè như lửa đốt. Cao Tường thầm nghĩ. Sao bọn nhà giàu quá vô liêu thế? Cứ tưởng tượng xung quanh mình, ai ai cũng đang lăm le nhòm ngó tiền tài của mình. Nhưng trên đời này, các người giàu sang, có ai dám tự hào rằng các tiền tài của mình đều dùng thủ đoạn đứng đắn tìm được? Cao Tường nói với giọng không sốt sắng. Thưa ông Hưng, xin ông thông cảm. Vì tôi rất bận nhiều công tác, về việc ông yêu cầu, tôi có thể nhờ hiệu thám trưởng phụ trách giải quyết, cũng dư thừa lắm rồi. Lão Hưng đột nhiên kích động đứng lên. Anh nói gì lạ thế? Dưới tôi, gồm 28 xí nghiệp. Mỗi năm tôi đóng thuế lợi tức cho chính phủ cả 100 triệu. Giờ tôi có rắc rối thì không có quyền yêu cầu Cảnh Phương giúp đỡ. Cảnh Phương có nói không giúp đỡ ông? Cao Tường hỏi ngược lại. Nhưng tôi muốn giúp đỡ thật tình, chứ không là đưa đẩy. Ông Hưng chỉ thẳng vào mặt Cao Tường. Tôi yêu cầu anh đích thân ra tay để giải quyết vụ này, chứ không cần ai cả. Từ giọng nói, dáng người, khỏi cần Lâm Hiệu thám trưởng giới thiệu thêm, Cao Tường cũng hiểu rõ lão già này là vị tổng giám đốc của công ty Nhật Tân Phan Hưng. Công ty Nhật Tân do chính tay lão sáng lập, gồm 28 ngành cơ hồ nghiệp vụ nào cũng có. Làm cách nào lão phát đạt như ngày nay cũng có nhiều giả thuyết được đặt ra. Dù họ có bêu xấu lão Hưng cách nào cũng không tổn thất được địa vị như ngày nay của lão Hưng. Vì lão hiện là đại phú hào số 1, số 2 của đô thị này, có ai dám chỉ trích lão xưa kia xuất thân bất chính. Nhưng lão có một thú, thích sưu tầm các giấy bạc lớn của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Lúc nhàn hạ, ông liền chui vào đống bạc để thưởng thức. Nhưng hiện nay, đột nhiên có người giao tới bức thư như thế, tự nhiên ông phải nhảy hòng cặp giò. Cao Tưởng nghĩ, nếu bảo lão ra về không là một việc dễ, còn bảo chàng thay đổi ý kiến để nhận chịu công tác này, chàng lại không bao giờ chịu, vì chàng không thích làm những chuyện vô ý thức ấy. Nên chàng vẫn cố gắng từ chối. Chàng thản nhiên. Thưa ông, đừng nói ông là vị đại thương gia. Mỗi năm đóng cho chính phủ cả 100 triệu thuế. Chứ dù ông là một vị thị dân tầm thường, ông cũng có quyền yêu cầu chính quyền giúp đỡ. Đúng, nên tôi mới... Chờ chút, lời của tôi chưa nói dứt. Chàng đặt tay cúp ngang lời nói của lão. Nhưng ông phải biết, ông có quyền nhờ nhà chức trách trợ giúp. Nhưng ông cần hiểu, cảnh cục không phải như tiệm cơm. Có thể ông muốn chọn món ăn nào cũng được. Mà công tác của cảnh viên
cũng không là các món tôm cá hay tàu hũ để cho ông muốn chọn quyền lựa chọn. Lão Hưng cầm nín, nhưng vẫn hầm hầm, hừ hừ ngó thẳng vào người chàng. Vậy à, nếu ông không đích thân chỉ huy, tôi bị tổn thất, ai chịu trách nhiệm? Nhà chức trách lúc nào cũng cố gắng giúp đỡ, gìn giữ tất cả tài sản của nhân dân. Nếu có sự tổn thất, đó là ngoài ý muốn của chúng tôi, và chúng tôi sẽ cố gắng truy tầm lại sự tổn thất, chứ không là vấn đề ai chịu trách nhiệm. Lão Hưng cười lạnh. Vậy thì anh nên đi, nếu anh có mặt sẽ không có chuyện gì xảy ra, đó là phương pháp phòng thủ hay nhất. Cao Tường trong giây phút cảm thấy nóng giận vô cùng. Khi chàng đứng dậy, gương mặt chàng đã đỏ au. Chàng nhìn lão trong trong, qua giây lát chàng mới lãnh đạm thốt ra lệnh đuổi khách. Xin ông ra về ngay. Lão Hưng giật mình, vì lúc ông vào tuổi 30, sự nghiệp đã có nhiều căn bản, mà hiện nay lão đã ngoài 60, có thể nói trong 30 năm qua, không có ai dám dùng giọng điệu không khách sáo đó để nói với lão. Cao Tường thấy lão Hưng vẫn không chịu ra về, chàng cao giọng hơn. Ông đã nghe rồi chứ? Xin ông ra ngoài, vì tôi còn bận nhiều việc phải làm, chứ ông đừng ở đây lắm chuyện như vậy. Lão Hưng giận dữ, người ông phát run. Lão đứng dậy đi ra ngoài, nhưng vẫn dùng ngón tay chỉ vào người chàng. Hay lắm, nếu tôi có mất mát, anh sẽ chịu hết trách nhiệm, và tôi sẽ cho tất cả dân chúng trong đô thị này biết rằng nhà chức trách tại địa phương tỏ thái độ nào để gìn giữ tài sản cho dân chúng. Có quyền, Cao Tường lạnh băng trả lời. Lão Hưng hầm hừ bước ra khỏi phòng chàng. Lâm Hiệu, phó thám trưởng, cười ngượng nghịu với Cao Tường. Thưa Cao chủ nhiệm, tôi cũng biết hết làm cách nào, vì lão trưởng có thể chỉ huy tất cả. Vậy thì anh cố gắng chọn thêm nhiều cảnh viên ưu tú để đến đây. Chàng thở dài. Vâng. Phó thám trưởng Hiệu cũng lùi ra. Khi phó thám trưởng lùi ra, ở trong phòng chàng vẫn nghe tiếng của lão Hưng đang lớn nói. Anh đưa tôi đi gặp cục trưởng của các anh, tôi nhất định phải gặp qua ông ấy. Anh cứ đưa tôi qua gấp. Cao Tường bực dọc vô cùng. Chàng dự tính ra ngoài nói thêm cho lão mấy câu, nhưng chàng hiểu mình là nhân viên của cảnh phương, là một công bộc của dân chúng, và phải cố kiềm chế tính tình của mình. Vì thế chàng cố dằn lại. Chàng chậm bước đến bên khuôn cửa. Ánh nắng bên ngoài quá gai mắt, làm chàng phải lùi trở lại. Chàng lùi đến trước bàn. Tấm cát với màu sắc rất yêu nhã vẫn nằm trên mặt bàn của chàng. Chàng nhặt lên xem kỹ cả hai mặt thật lâu. Chàng đối với cái tên Triển Phong rất có hứng thú. Đó là nghĩa gì? Có phải biểu thị là khi hắn muốn đến là đến, muốn đi là đi, chứ không ai có tài nào ngăn cản được hắn? Cao Tường suy nghĩ giây lát rồi chàng ngồi xuống. Khi chàng ngồi xuống, máy điện thoại của chàng và cục trưởng kêu lên. Chàng ấn nút nghe. Chàng hỏi, thưa cục trưởng, có chỉ thị? Cục trưởng ho trước mấy tiếng trước khi nói. Anh Cao Tường, về vụ của lão Hưng. Chàng lập tức trả lời, thưa cục trưởng, về việc của lão Hưng, vận hành này tôi đã giao cho Lâm Hiệu, phó thám trưởng, và lại đó là một chuyện rất tầm thường. Cục trưởng có vẻ cảm thấy rất khó khăn, ông nói, nhưng lão Hưng lại thích thưởng thức tài ba của anh. Lão hy vọng đêm nay anh vào lúc 7 giờ có thể đến nhà lão. Cao Tường cố dằn, tính chàng tuy bất kham, nhưng cục trưởng là cấp chỉ huy trực tiếp, đó là về công. Còn về tư, chàng cũng rất khâm phục cách xử thế của cục trưởng, nên chàng cố dằn lòng căm phẫn. Xin ông hỏi lại lão, có lẽ lão tưởng tôi là vệ sĩ tư của người đã thuê mướn, có phải không? Cục trưởng biết tính của Cao Tường nên ông không nói thêm. Vậy thì để tôi cố thuyết phục lão Hưng, để lão tin rằng lực lượng của cảnh phương lúc nào cũng có hiệu quả. Thôi, anh đừng phiền trách. Chàng vâng vâng và cúp máy. Trong phòng làm việc của cục trưởng Minh, ông cũng cúp máy đối thoại của mình. Lão Hưng và Lâm Hiệu, phó thám trưởng, đang ngồi đối diện với cục trưởng. Ông ngước lên. Ông Hưng! Đừng nói thêm. Lão Hưng thô bạo cúp ngang lời nói của cục trưởng Minh. Dù sao, nếu tôi bị tổn thất, các người phải chịu tất cả trách nhiệm. Xin các người đừng quên câu nói của tôi. Dĩ nhiên, cục trưởng hiểu ý lời nói của lão. Vì ở trong thành phố này, có hai nhà báo bán khá chạy, là do ông Đồng sáng lập, và còn ba nhà báo khác ông cũng có nhiều cổ phần. Tất cả năm nhà báo này có hai nhà phát hành cả trong lẫn ngoài nước. Cũng có thể nói, nếu khi lão bị tổn thất, lão sẽ lợi dụng ảnh hưởng của phạm vi mình để công kích cảnh phương. Cục trưởng phải trao mày, tác phong của lão có vẻ như bọn lưu manh vậy. Ông quay lại nói với phó thám trưởng. Anh nên tuyển các anh em ưu tú, đến nhà của lão Hưng, phòng thủ cẩn mật, và đích thân anh lúc nào cũng phải theo bên lão.
không phải bảo vệ cho tôi. Lão Hưng vẫn to tiếng. Ông chỉ thị chúng bảo vệ tiền của tôi. Đã nói có người muốn vào kho bạc của tôi. Sao ông không hiểu ý vậy? Tôi hiểu. Tôi bảo phó thám trưởng ý đó. Lão Hưng hừ nặng. Hiển nhiên, lão vẫn bất mãn hành động của Cảnh Phương. Nhưng lão cũng hiểu mình cứ lớn lối mãi cũng chẳng có ích lợi gì. Nên lão phẫn nộ bước ra. Lâm Hiệu phó thám trưởng bước chậm một bước vì ông đã được cục trưởng ám thị. Khi lão Hưng bước ra, cục trưởng liền kéo hộc tủ, ông lấy một vật. Đó là nút áo của bộ đồ Tây. Nhưng nó dày hậu hơn các nút áo thường. Nếu không xem cẩn thận, sẽ khó phân biệt. Sau nút áo có cây kim nhọn, có thể ghim vào trên áo. Cục trưởng giải thích. Đây là máy liên lạc vô tuyến loại mini. Anh chỉ cần dùng giọng nói như rỉ tai. Tôi có thể ở xa cách 10 cây số, vẫn thu nghe được rõ ràng. Lâm Hiệu phó thám trưởng nhận lấy nút áo. Ông nghi ngợi giây lát liền giật đứt một nút áo trên vạt tay và đưa nút áo đặc chế vào vị trí của nút áo đó. Cục trưởng khen tặng và gật đầu. Lâm Hiệu quả nhiên là vị cảnh quan giàu kinh nghiệm. Ông lập tức suy nghĩ ra ngay vị trí để đặt máy liên lạc vô tuyến đến chỗ thật đúng. Cục trưởng lại căn dặn thêm. Chúng tôi sẽ có người liên tục, trực tiếp để nghe báo cáo của ông. Nếu có hiện tượng gì lạ xảy ra, ông hãy lập tức báo cáo về. Chúng tôi sẽ cho hành động ngay. Vâng. Phó thám trưởng lùi ra. Cục trưởng lại lấy thêm một nút khác. Ông nghĩ ngợi giây lát rồi ấn vào nút máy đối thoại của ông và Cao Tường. Ông nói. Cao Tường, anh đến phòng tôi có việc cần. Có phải việc của Lão Hưng? Vâng, nhưng tôi đã cho lão ra về rồi. Chàng Tân Ngân bước ra khỏi văn phòng, vừa lúc chàng gặp phải Lão Hưng bước ra khỏi cửa chính của cảnh cục. Chàng bì thị nhìn lão rồi bước vào văn phòng của cục trưởng. Cục trưởng Minh vỗ nhẹ vào vai chàng. Ông nói, nếu quả thật Lão Hưng bị tổn thất, thế cảnh cục sẽ bị người công kích. Anh chắc cũng hiểu chứ? Tôi hiểu, nhưng tôi nghĩ lão cũng chẳng có tổn thất gì. Nếu vậy là hay, nhưng mình cũng cần cẩn thận. Cục trưởng giao nút áo cho chàng. Ông nói thêm, nút này trao cho anh. Nếu Lâm Hiệu phó thám trưởng khi trông thấy hiện trạng đặc biệt, sẽ báo cáo ngay với anh. Theo tôi nghĩ, câu chuyện này chắc không đơn giản như thế. Khi Lão Hưng trông thấy tấm cát thế ấy, thì người lão đã hốt hoảng. Chắc lão có lý do hốt hoảng, nhưng không muốn nói ra cho mình biết. Theo ý của ông, lão biết chữ ký tên này là ai? Có thể, nhưng không thể xác định. Cao Tường nghĩ, lời nói của cục trưởng cũng có nhiều lý, vì thái độ của Lão Hưng quả thật khó giải thích. Vì sao lão biết sẽ chắc chắn xảy ra chuyện? Tôi hiểu, và sẽ lưu tâm ngay. Cao Tường, nếu có thể anh nên đến gần xung quanh căn biệt thự của Lão Hưng. Nếu có xảy ra thật, anh cũng có thể đến ngay hiện trường. Giọng điệu của cục trưởng gần như là yêu cầu. Cao Tường tuy không thích, nhưng vẫn cố chịu. Chàng cười chua xót. Vậy thì tôi sẽ đến thật gần biệt thự của lão vậy. Cao Tường rời khỏi văn phòng của cục trưởng. Anh trở về văn phòng của mình, sửa soạn mọi dụng cụ để mang theo bên người. Chàng lái chiếc xe có gắn máy lạnh, lái ra khỏi cảnh cục để đến gần biệt thự của Lão Hưng. Căn biệt thự của Lão Hưng có thể dám tự hào là lộng lẫy, nguy nga nhất. Trên mái toàn dùng ngói bằng pha lê, ánh nắng rực rỡ chói lên những mảnh ngói bằng pha lê, phản chiếu lại các ánh sáng thật chói mắt. Xe chạy một vòng ngoài căn biệt thự của Lão Hưng, rồi chàng lái vào một con đường nghiêng và dốc. Xong, chàng cho xe ngừng lại, lấy một tờ báo, che lại mặt mình mà ngủ. Cơ hồ như cùng lúc, khi Cao Tường vừa cho xe ngừng ngoài căn biệt thự của Lão Hưng, có một chiếc Mercedes loại 360 rất sang trọng lái vào trong cổng cửa sắt và ngừng trước căn biệt thự. Xe vừa ngừng lại, trên bậc thềm có một anh đầy tớ bước xuống mở cánh cửa xe. Lão Hưng từ trong xe bước ra, theo sau ông là Lâm Hiệu, phó thám trưởng. Dáng hiệu của phó thám trưởng rất ngượng nghịu. Có lẽ Lão Hưng cứ lằng nhằng mãi. Khi lão xuống xe, lão vẫn chưa chịu bình phục, vẫn còn mỉa mai. Ông xem, nếu nói cần người, chỗ tôi thật dư, còn phải nhờ chi các anh đến. Tôi chỉ cần là một người có tài ba đặc biệt, có thể giúp tôi không bị tổn thất. Theo như lời ông nói, chẳng khác nào như mai mỉa Lâm Hiệu, nói rõ Lâm Hiệu không đủ sức để giữ tài sản cho lão. Cũng may, Lâm Hiệu là người rất trầm, tuy dáng ông ngượng nghịu, nhưng vẫn không nổi nóng. Trái lại, ông vẫn cười. Ông nói rất đúng. Chứ người như Cao chủ nhiệm đã vang danh quốc tế, dĩ nhiên là một nhân tài ít có.
anh ta nhận xét là chuyện tầm thường, có lẽ sẽ không có gì đáng tiếc xảy ra. Nó biết cái cóc gì? Đột nhiên lão mắng lên. Lão đã mắng người, đột nhiên lão như cảm thấy mình đã lỡ lời. Để che đậy sự ngượng nghịu, lão đi một bước vào trong biệt thự. Khi bước vào trong, là một xuyên đường khá rộng. Qua khỏi xuyên đường là một đại sảnh rộng lớn. Bên trong trang hoàng như cung điện của vua chúa thuở xưa. Theo người thiết kế đại sảnh đấy nói, cách trang trí của đại sảnh này là tham chiếu theo một đại sảnh của một vương công của nhà Thanh Triều đời Trung Quốc. Vì đại sảnh này rất rộng lớn bao la, nên khi bước vào, cho người ta có cảm giác là rất trong sáng mát mẻ. Bước vào đại sảnh, người lão như đã bình phục hơn. Lão quay lại. Ông Hiệu, ông cứ tùy tiện ngồi đây nhé. Xin thông cảm, tôi không thể ngồi tiếp ông mãi. Lâm Hiệu phó thám trưởng liền nói. Thưa lão, tôi nhận xét, ông nên đưa tôi đến kho bạc để tôi có thể quan sát kỹ hiện trường và dễ dàng cho tôi khi hành động. Lão Hưng hình như chợt bị người chạm phải chỗ đau điếng. Ông như nhảy vọt người lên và cao giọng. Không cần ông lo âu, tôi đã có phương pháp. Lâm Hiệu phó thám trưởng đành nhún vai. Thế thôi, tôi có thể tùy tiện lui tới đây không hả lão? Tự nhiên. Lão Hưng đi về phía trước. Lão vừa đi vừa nói. Xe vẫn chuẩn bị sẵn, vì tôi còn đi tìm người, tôi sẽ đi tìm. Tìm người có tài. Tôi đi tìm nữ hiệp Mỹ Nương. Lão Hưng bước ra bên cánh cửa ở bên cạnh và Lâm Hiệu cũng bước ra ngoài cửa chính. Ông vén tay áo lên và ấn một nút thật nhỏ và thấp giọng nói. Báo cáo, báo cáo. Ông nói hai lần, Cao Tường đã thu được. Cao Tường liền ấn một nút, nút áo có gắn cái loại máy vô tiếng của Lâm Hiệu đã phát ra tiếng rè rè. Biểu thị là có người đã nghe được. Hiệu thấp giọng. Lão Hưng đi tìm nữ hiệp Mỹ Nương để cầu cứu. Tôi là Cao Tường, cứ mặc kệ lão ấy đi, để lão ấy biết qua mùi của Mỹ Nương một lần. Đột nhiên chàng cảm thấy thích thú, vì chàng là một nhân viên cảnh vụ. Đối với sự hống hách của Lão Hưng, chàng không thể nặng lời. Nhưng với Mỹ Nương là khác hẳn. Nếu Lão Hưng hách dịch đến nhà Mỹ Nương và nói những lời ban nãy, thế nào lão cũng bị Mỹ Nương và Tú xua đuổi ra ngay. Nghĩ đến có người lại giúp mình mắng được lão, Cao Tường tự dưng cảm thấy khoan khoái. Chàng sửa lại dáng nằm cho thư thái hơn và khép mắt lại. Hôm nay là ngày mùng 7 tháng 7 và lúc 12 giờ trưa. 12 giờ 30 phút, chiếc xe của Lão Hưng đã ngừng trước cổng cửa sắt của nhà Mỹ Nương. Nhà Mỹ Nương, cách cổng có một vườn hoa nho nhỏ, trong trồng rất nhiều loài hoa dị sắc, trông thật thanh nhã. Hiện các hoa thảo trong vườn đang tắm dưới ánh nắng rất rực rỡ. Mỹ Nương mặc chiếc quần ngắn và áo vật động, đang đứng dưới một chiếc dù to, nàng ngắm xa xa nước biển đang lặng sóng. Tiếng xe ngừng lại, nàng quay lại nhìn. Khi nàng vừa quay lại, Lão Hưng cũng lúc từ ở trên xe bước xuống. Với trang phục dị lạ và thân người ốm teo của Lão Hưng, Mỹ Nương chỉ trông qua là biết rõ thân thế của lão. Mỹ Nương cũng thở dài. Khi trời nóng bức, đó là một chuyện rất phiền. Bây giờ lại đến thêm một nhà phú hộ. Trên đời này không có việc gì phiền bực hơn khi phải tiếp chuyện với các nhà phú hộ. Nhưng họ đã tìm đến nhà. Trên nghi lễ, Mỹ Nương không thể không tiếp. Không chờ khách bấm chuông, nàng liền bước đến cổng. Lúc nàng vừa bước đến gần cổng, Lão Hưng cũng đến trước cổng. Lão dò xét người nàng. Tôi có việc cần tìm nữ hiệp Mỹ Nương. Tôi vì có việc rất quan trọng cần tìm nàng để nhờ vả. Mời ông vào, tôi là Mỹ Nương. Nàng mở cổng cửa rộng. Lão Hưng vừa bước vào, ánh mắt lão hình như không được tin tưởng. Cô là nữ hiệp Mỹ Nương. Mời ông vào, thưa ông. Nếu ông đã gặp phải rắc rối, tôi nhận xét ông nên cầu cứu Cảnh Phương trước. Chứ Cảnh Phương luôn luôn chịu trách nhiệm giúp dân chúng giải quyết mọi khó khăn mà. Mỹ Nương không chờ Lão Hưng đặt ra vấn đề, nàng đã dùng lời chặn họng lão. Không ngờ, Lão Hưng lại có cảm giác y như nàng đang to tiếng với lão. Đúng, tôi đã tìm đến cảnh cục, nhưng các người đó lại chả cần biết đến sự yêu cầu của tôi. Nàng ngẩn ngơ, tiếp theo lại cười phì. Không thể nào đâu, nhưng thưa ông đã yêu cầu những gì? Thôi đừng nói thêm, mà càng tức vậy. Tôi chỉ yêu cầu Cảnh Phương phái một người tài ba như Cao Tường đến giữ hộ các giấy bạc mà tôi đã tốn công sưu tầm, vì có người đã hăm dọa, nói đêm nay sẽ đến thưởng thức kho bạc của tôi, nên tôi mới yêu cầu có thế, không ngờ lại bị Cao Tường nặng lời xua đuổi. Chỉ phái một phó thám trưởng tầm thường để đẩy đưa với tôi, vì thế tôi mới yêu cầu cô đến giữ hộ, và tôi xin chịu tất cả thù lao. Nếu không có lời nói sau cùng, sự chán ghét của nàng cũng không khi nào đến cực độ. Những lời nói sau cùng lão đã tưởng chỉ có tiền là giải quyết được tất cả, lại làm cho Mỹ Nương phẫn nộ. Nàng lạnh tanh, đáp. Thưa ông, tôi rất đồng ý với lối hành sự của Cao Tường, và tôi cũng e phải thi hành như anh ấy vậy. Sao? Ông ta trợn to mắt.
Tôi cũng đuổi ông ra ngay. Mỹ Nương càng nói rõ hơn. Sao? Sao vậy? Cô Mỹ Nương, cô không chấp thuận lời mời của tôi. Không chịu đi giữ hộ loại giấy bảng mà tôi đã tốn công đi sưu tầm. Lão Hưng vừa tức vừa giận. Không bao giờ. Nàng nói như đinh nóng cột. Lão Hưng tần ngần hơn nửa phút mới tức giận bỏ đi một bước. Hơn 30 phút, Cao Tường nhận thêm báo cáo của Lâm Hiệu. Lâm Hiệu nói. Lão Hưng đơn thân trở về. Giáng lão hiện lên vẻ bực dọc. Hễ trông thấy người nào là mắng ngay người đấy. Cao Tường cười hiểu ý, chẳng hiểu vì sao lão có trạng thái đó. Vì lão đã bị Mỹ Nương từ chối một cách tuyệt đối. Đó là một điều làm anh rất thích. Cao Tường duỗi thẳng chân, lại tiếp tục ngủ thêm một giấc nữa. Vì xe Cao Tường có gắn máy lạnh, nên chàng chả có cảm thấy nóng nực. Chàng cần phải ngủ cho thật khỏe. Lúc chàng thức giấc, chàng vén đéo lên nhìn đồng hồ. Bây giờ kim ngắn đã chỉ ngay số 6. Cao Tường nhìn ra ngoài cửa kính. Chàng trông thấy ngoài biệt thự của lão có hai nhân viên an ninh đang lẩn quẩn tại đó. Cao Tường ngáp dài, quả thật quá vô liêu. Mình còn phải ở đây thêm một giờ. Nếu qua 7 giờ không có chuyện gì xảy ra, chàng sẽ vào biệt thự của lão Hưng để mắng lão một trận cho đã lòng. Cao Tường ngáp dài chuẩn bị ngủ thêm. Lúc bây giờ, chàng nghe từ sau có tiếng xe chạy tới, nhưng chàng không cần chú tâm đến. Vì con đường nghiêng và dốc này, cảnh phương chưa từng ngăn cấm, tự nhiên phải có xe tới nôi rồi. Nhưng sự việc lại xảy ra. Xe sau đột nhiên đụng mạnh vào đít của xe chàng. Sức mạnh đụng này rất là khổng lồ. Nếu chàng không ngờ vào lúc đường dây kẽ tóc nắm chặt được tay lái, chắc ngực chàng đã bị vỡ nát. Sức đẩy đưa cho thân của chàng ngã về phía trước. Hai tay chịu sức đã cảm thấy đau đớn, cơ hồ như lõi cả khớp xương. Cao Tường không có cơ hội nhìn trở về phía sau. Vì chiếc xe của chàng bị chạm, con đường nghiêng vào dốc này thật cao. Tốc độ của xe phóng xuống thật nhanh. Cao Tường cố bình tĩnh lại, chàng ngước về phía trước xe. Chàng trông thấy hai thám viên đang dùng ánh mắt rất khủng bố mà trong trong nhìn về chàng. Vì chiếc xe của chàng đang hướng về hai anh thám viên phóng tới. Cao Tường vừa lách tay lái, một mặt đạp mạnh thắng chân. Khi chàng phát ra tiếng xe thắng, nghe két két, rất gai tai. Xe chàng đã ngừng lại, chỉ cách hai thám viên độ một thước. Cao Tường đổ mồ hôi trán, chàng định lại tâm thần. Hai thám viên chật phóng sang một bên, đồng thời chúng khom thấp, bùng bùng, bắn liên tục hai phát. Cao Tường vội quay người lại, chàng trông thấy một chiếc xe màu sơn tro đang phóng đi với tốc độ thật nhanh, lái xuống con đường dốc này. Hai phát súng ban nãy là bắn vào xe màu sơn tro này. Vì xe này đang lái với tốc độ cao, nên hai phát súng bắn không trúng. Cao Tường hiểu xe này nhất định là xe vừa đụng vào sau xe mình, nên hai thám viên mới nổ súng. Cao Tường liền nhấn ga, dùng tốc độ thật nhanh đuổi theo xe trước. Lúc chàng bắt đầu đuổi, xe trước đang rẽ sang một khúc quanh. Lúc xe của Cao Tường cũng rẽ qua khúc quanh, chàng thấy xe ở trước đang cách xe chàng độ 50 thước. Cao Tường cho xe đến tốc độ cao hơn. Khi xe của chàng và xe trước dần dần đến gần với nhau, bây giờ Cao Tường có thể dễ dàng bắn vào xe đang lái ở phía trước. Nhưng chàng hiểu, với tốc độ này, khi xe phía trước trúng đạn, nhất định sẽ bị lật nhào và người trong xe sẽ khó thoát chết. Nếu người trong xe không còn, chàng cũng không thể tìm được nguyên nhân vì sao bọn chúng phải hãm hại mình. Cao Tường càng cho tốc độ xe lên cao hơn. Con lộ này nằm theo đồi núi, rất là ngoằn ngoèo. Xe với tốc độ cao, mỗi khi đến khúc quanh, cơ hồ dễ bị rơi xuống hố sâu. Chợt có tiếng súng nổ. Phát súng này không kêu lắm. Tiếp theo là kính xe của Cao Tường bị bể nát. Cao Tường lập tức khom thấp xuống, mảnh kính bay qua đầu chàng veo veo. Cao Tường đạp thắng chân. Xe đang chạy trên xa lộ, chợt đánh mấy vòng mới ngừng lại. Chàng liền bắn vào xe trước hai phát súng, nhưng hai phát súng không trúng. Xe của Cao Tường không có hư. Chàng dùng thủ pháp thật nhanh để tháo đi các mảnh kính bể nát còn lưu lại, liền tiếp tục đuổi tới, nhưng đã quá muộn, xe trước biến mất dạng. Cao Tường vẫn đuổi tới, chàng gọi máy vô tuyến để liên lạc. Các trạm kiểm soát và xe tuần tiễu của đường số 7 hãy chú ý. Để ý chiếc xe hiệu Open, màu sơn tro, các anh nên cẩn thận, người trên xe có mang vũ khí và chúng rất tiện xạ. Chàng liên tục đọc khẩu lệnh này, đến khi xe chàng đột nhiên trông thấy xe sơn tro đang ở phía trước. Lúc chàng trông thấy chiếc xe đó, trong lúc có hai xe mô tô chạy đến bên cạnh chiếc xe này, chàng và chúng cùng cho xe ngưng lại và cùng bước xuống xe. Không sai, đúng là chiếc xe này, nhưng là một chiếc xe trống. Hai cảnh viên hướng chàng chào lễ. Khi chúng tôi vừa được lệnh, lập tức ngăn chặn ngay, không trông thấy xe nào khả nghi. Cao Tường hỏi, cũng không có xe nào chạy ngang qua. Hai cảnh viên giật mình, ở đương nhiên là có. Theo ý của Cao chủ nhiệm là đã có chiếc xe khác, chở người ở trong xe này. Đúng. Chẳng lẽ chúng chờ bị bắt sao? Cao Tường tuy thấy bực, nhưng chẳng nghĩ tiếp. Đâu có liên quan gì tới hai viên cảnh viên này. Sao mình lại trách chúng? Nên chàng lập tức nói, xin lỗi,
vì tâm trạng tôi không mấy tốt. Lời giải thích của chàng càng làm hai anh cảnh viên bất an. Cao Tường cố miễn cưỡng, hai anh hãy trở về vị trí đi. Hai cảnh viên chào, cùng lên xe mô tô lái đi. Cao Tường kéo cánh cửa chiếc xe Open, chàng dự định kiểm soát trong xe. Nút đặc biệt của chàng đột nhiên kêu rè rè. Đó là Lâm Hiệu, phó thám trưởng, có chuyện cần báo cáo với chàng. Cao Tường cười đắng cay. Sao sớm không báo cáo, muộn không báo cáo, lại cứ nhà mình đang bê bối, hắn lại có chuyện xin báo cáo với mình. Nhưng chàng nghĩ tiếp. Lâm Hiệu không biết mình đã ở đâu và làm những gì, sao mình lại trách hắn. Chàng liền nhấn nút, lập tức nghe ngay giọng nói của Lâm Hiệu. Khi chàng nghe được giọng của Lâm Hiệu, chàng chợt nhảy vọt người lên. Giọng của Lâm Hiệu rất rùng rợn. Trong người ta khi nghe thấy có cảm giác như đứng tim vậy. Hiệu đang kêu to. Cao chủ nhiệm, tôi đang trông thấy... Chàng giật mình khi vừa nghe được giọng kinh hãi của Lâm Hiệu. Nhưng Cao Tường dù sao cũng là người đã từng vào sinh ra tử, gan dạ vô cùng, nên chàng lập tức bình tĩnh. Anh đang trông thấy gì? Từ máy vô tuyến vọng lại âm thanh làm cho chàng run cả người. Đó là tiếng cười, mà tiếng cười rất quái dị. Khi Cao Tường vừa nghe, đã biết ngay. Nếu một người không khủng bố đến cực điểm thì tuyệt đối không bao giờ có tiếng cười rất bất thường như thế này. Lâm Hiệu đã trông thấy gì? Lâm Hiệu, hãy bình tĩnh, anh đang làm gì? Nhưng tiếng gọi của Cao Tường không có hiệu quả. Lâm Hiệu vẫn tiếp tục phát ra tiếng cười rùng rợn. Tiếng cười ấy liên tục hơn nửa phút lại biến thành một tiếng cớ cớ phát ra từ nơi cuống họng. Hiệu đã gặp nguy hiểm. Đó là chuyện không còn nghi vấn. Và Cao Tường cũng không còn do dự. Chàng liền kéo cánh cửa xe Open. Người chưa ngồi vững liền đạp ga. Xe đã phóng ra ngoài hơn 5-6 thước. Chàng cho quay đầu xe lại, rồi dùng tốc độ thật cao phóng nhanh về trước. Vì chàng cần phải về gấp đến biệt thự Lão Hưng để cố giải nguy cho Lâm Hiệu, phó thám trưởng. Chàng hiểu biệt thự của Lão Hưng đang xảy ra chuyện nên chàng cần về với tốc độ nhanh nhất. Chàng cũng liếc nhìn đồng hồ tay. Bây giờ là 6 giờ 40 phút. Chàng dùng hơn nửa tiếng để rượt theo chiếc xe màu sơn cho mà hiện giờ chàng chỉ trong 30 phút này có thể trở về kịp chăng? Cao Tường đã cảm thấy mình đã trúng vào kế điệu hồ ly sơn của địch rồi. Chàng cho xe chạy với tốc độ 70 cây số giờ trên con đường đồi dốc ngoằn ngoèo. Tốc độ đó là một hành động rất nguy hiểm. Bất kỳ giây phút nào, chàng cũng có thể bị rơi vào hố sâu. May rằng tài lái xe của chàng rất cao siêu. Tuy mỗi lần quanh cua đều suýt gặp nguy hiểm, nhưng chàng vẫn bình an vô sự. Xe chạy gần đến thị khu cũng vào lúc này. Cao Tường nghe tiếng động cơ của xe đang phát ra tiếng động bất thường. Khi chàng giật mình, chàng đã phát giác tốc độ xe đang dần hạ thấp. Tiếp theo cơ hồ như cùng một lúc chiếc xe lại ngưng động. Cao Tường nhìn vào đồng hồ xăng, kim chỉ vào chữ E. Là hết xăng rồi. Chàng cười cay đắng, nhìn đồng hồ là 6 giờ 58 phút. Chàng không thể nào đến biệt thự của Lão Hưng trước 7 giờ, nhưng chàng vẫn với thời gian ngắn nhất để đến nơi. Để biết qua hiện tượng của Lâm Hiệu, chàng nói với máy vô tuyến. Lâm Hiệu. Từ khi Lâm Hiệu, phó thám trưởng phát ra giọng kêu nơi cuống họng đến bây giờ, anh như biệt tích, tiếng gọi của Cao Tường cũng không có phản ứng lại. Cao Tường nhảy xuống xe. Chàng trông thấy một chiếc xe đua hiệu Trevor đang lại về hướng chàng. Cao Tường liền đứng nơi giữa đường, đưa tay đón chiếc xe. Loại xe này với giá bán rất đắt và thật hao dầu, nên ở đây cũng không có mấy chiếc. Hiện người lái chiếc xe này là một cô gái mặc chiếc mini jeep màu vàng chanh thật ngắn. Chiếc mini của nàng đã ngắn, thân nàng mặc chiếc áo còn ngắn hơn, để lộ cả da thịt ở dưới hông, trông trắng như tuyết. Nếu giờ có chiếc xe khác, chắc chàng không bao giờ ngăn lại chiếc xe này. Cao Tường vội bước tới, chàng chào, nói: Xin lỗi, tôi là nhân viên công lực. Vì xe tôi bỗng hết xăng, tôi cần thi hành gấp công vụ, cho nên mượn tạm nhờ chiếc xe của cô. Chợt cô gái cười ha há. Khi nghe tiếng cười này, Cao Tường giật mình. Cũng lúc này, nàng con gái đã tháo cặp kính lên thật to để che hết gần gương mặt xuống. Anh Cao Tường, sao trông anh bê bối thế? Tú hả? Chàng kêu to. Cô gái này không phải là người lạ. Nàng tên Tú. Đó là chàng không thể nào nghĩ đến thôi. Em chưa ai. Sao anh hình như đang giật mình? Tú, em đang làm cái gì thế? Xem em ăn mặc cái quái gì thế? Mỹ Đường đã biết chưa? Chàng vừa trách vừa hỏi vừa phóng lên xe. Mau mau, cho xe chạy mau. Vâng, nhưng anh xem em có đẹp không? Em vừa đoạt huy chương vàng năm 1974 của cuộc thi hoa hậu xe hơi. Anh xem những trang phục của em có hợp thời trang không? Hay thì hay lắm, nhưng quá lộ liễu. Chàng trả lời. Tú làm gương mặt khỉ. Chiếc xe này là giải thưởng của em. Vâng, em và chị Mỹ Nương rất thích loại xe này. Chị Mỹ Nương còn nói chị sẽ nhờ anh cải trang lại chiếc xe này để biến nó thành một chiếc xe vạn năng.
Anh cần đến đây nào? Hình như có chuyện xảy ra. Sao trán anh có vết máu? Có phải đã bị thương? Cao Tường hiểu, vết thương trên trán là bị những mảnh kính trên xe chàng vỡ tung, cắt trúng. Chàng lắc đầu. Vết thương không sao. Em lái xe đến ngay biệt thự của Lão Hưng. Nhà Lão Phú Hộ à? Ừ, Lão đã tìm Mỹ Nương, chứ em không gặp được Lão. Không, vì từ sáng tới giờ em đâu có ở nhà. Mà đã xảy ra vụ gì? Chàng vừa nói vừa vén tay áo lên nhìn đồng hồ. Bây giờ đã là 7 giờ 13 phút. Nếu vào mùa đông, sắc trời đã tối đen. Nhưng hiện giờ là mùa hè, mặt trời còn chưa lặn xuống. Trái lại, trước khi lặn xuống, mặt trời vẫn cố gượng đưa những ánh nắng sau cùng, làm cho người ta cảm thấy nóng nực khó chịu. Lúc xe của Tú lái đến trước cổng cửa sắt căn biệt thự của Lão Hưng, xa xa cũng vọng lại tiếng xe hú của cảnh sát. Chàng vội kêu, mở cửa, tôi là nhân viên cảnh lực. Tiếng kêu thật to của chàng. Trong cửa sắt đã chạy ra hai anh lao công, họ vội kéo rộng cánh cửa sắt. Tú liền cho xe chạy thẳng vào hoa viên. Cao Tường liền phát hiện, chàng trông thấy mấy khuôn cửa sổ của căn biệt thự bay ra khói đen thật dày đặc. Cao Tường và Tú lái xe ngừng trước căn biệt thự. Cả hai cùng phóng ra khỏi xe. Cùng lúc đó có hai xe chở đầy cảnh viên cũng chạy vào. Cùng lúc Lão Hưng xuất hiện nơi đầu ngõ. Tại Lão Hưng chống cây gậy, hai bên có người hầu đỡ. Giờ gương mặt của Lão trắng xanh, thân Lão run run. Khi Lão trông thấy Cao Tường, Lão càng phẫn nộ vô cùng. Chợt Lão như cuồng mà bước xuống thềm. Khi phóng xuống thềm bậc, Lão liền giương cao cây gậy đập mạnh vào người Cao Tường. Cao Tường đưa Tú lùi về phía sau một bước. Từ trên xe cảnh sát cũng phóng xuống hai vị cảnh sát. Chúng dùng thân pháp điêu luyện giật cây gậy từ trong tay của Lão Hưng và to tiếng. Thưa ông, đó là Cao chủ nhiệm mà. Lão Hưng thở hổn hển, nhưng Lão vẫn dùng ngón tay ốm teo chỉ vào người của Cao Tường và mắng to. Tôi đương nhiên là biết chứ, tôi biết hắn là Cao chủ nhiệm và hắn là một thằng hèn nhát. Hai cảnh quan cứng đơ người, chợt Tú bước tới một bước. Nàng không khách sáo, chỉ vào mũi Lão, lớn giọng hét lên. Cút ngay, mi có tư cách gì mà dám nhục mạ nhân viên cảnh lực? Ta xem mi là thằng già hèn thì đúng hơn. Phản rồi, sao bọn bay không đuổi con yêu tinh này ra? Mau lên, bộ tụi mày muốn chết hả? Mau, mau đuổi con yêu tinh này ra mau. Lão Hưng giận run, Lão to tiếng. Tú hai tay chống nạnh. Hay lắm, đồ ai dám chạm tới ta này? Hai tên gia nhân liền đến bên trước Tú, nhưng lại chẳng biết làm gì hơn. Nếu Tú là đàn ông, chúng sẽ không do dự mà xuống tay gấp. Nhưng Tú lại là một cô con gái duyên dáng, với khổ người mình dây, vô cùng cân đối. Mà bây giờ nàng ăn mặc trang phục rất bạo, có hơn một nửa thân xác xinh đẹp bị lộ ở bên ngoài. Tình trạng này hai tên gia nhân sao đành xuống tay. Lão Hưng đã bị Tú mắng cho là lão già hèn, Lão tức tối lớn giọng xua đuổi Tú ra khỏi nhà. Cao Tường cao mày, chẳng nghĩ cứ với cục diện này mãi, đến chừng nào mới giải quyết được. Mà trong biệt thự không biết xảy ra những gì, tình trạng của Lâm Hiệu ra sao rồi. Nên chàng lập tức chen vào. Thưa ông Hưng, tôi nghĩ ông đừng nên đuổi vội nàng, vì nàng là cô Tú, chị em họ với nữ hiệp Mỹ Nương. Lão Hưng giật mình, cô là cô Tú à? Nàng dương mi lên. Thưa, vâng. Bây giờ từ trong nhà chạy ra thêm hai người. Một là người đàn bà tuổi trạc trung niên, còn người khác là người đàn ông ăn mặc bộ đồ Tây thật đẹp. Thưa lão, có chuyện gì? Lão Hưng đã có cơ hội xuống nước. Hai người đến đúng lúc lắm. Bí thư Đức, anh gọi ngay điện thoại thông báo cho các nhà báo, bảo chúng phái ngay các phóng viên lên đây, đặc biệt là các báo của mình. Anh đi nhanh lên. Chàng cảm thấy sẽ to chuyện. Ờ, thưa ông, chuyện... Chàng dự tính bảo Lão Hưng đừng vội gọi các phóng viên đến. Nhưng lời chàng vừa nói được một nửa, Lão Hưng đã cúp ngang. Đó là việc của tôi, anh không cần biết. Chàng thở dài. Chàng không thể nào ngăn cản Lão Hưng gọi các phóng viên đến, và chàng cũng không thể nào nghĩ đến Lão Hưng mời các phóng viên sẽ có một kết quả như hiện nay. Buổi tối 9 giờ, tại căn nhà của Mỹ Nương. Mỹ Nương, Tú và Cao Tường đều cùng ngồi trên bộ ghế salon rộng. Bàn nhỏ ở trước ghế salon, bên trên đặt thật nhiều phần báo và hình dáng của chúng cũng khác nhau. Hiện Mỹ Nương thật bình tĩnh, nàng như đang trầm tư. Cao Tường bồi hồi khó chịu, chỉ có Tú là rất hoạt bát. Mỗi trang báo đều đăng nhiều bức ảnh, trên ảnh không là Cao Tường thì là của Tú, không thì hai người cùng chụp chung. Hiện Tú đã trở lại trang phục bình thường, nhưng trên mặt báo toàn là những bức cảnh của nàng ăn mặc trang phục quái gở. Bây giờ nàng đang bị chỉ điểm. Chị Mỹ Nương, chị xem, bức này chụp hay lắm, dáng người tự nhiên, chỉ có anh Cao Tường chụp không giống ai, gương mặt ảnh như chiếc cà khô vậy, còn bức này thì... Ở trong phòng khách chỉ còn một mình tiếng của nàng, cho đến khi Mỹ Nương đột nhiên kêu lên. Tú, sao làm bực mình thế? Tú chợt ngước lên và ngưng tiếng nói. Nàng nhìn về phía Mỹ Nương rồi lại nhìn Cao Tường.
nói: Ủa, sao làm vậy? Lão Hưng lắm tiền, hắn mất đi một ít, bộ hai người lại buồn cho lão hay sao? Mỹ Nương thở dài, lời của Tú không phải không có lý. Những câu chuyện đâu có đơn giản như thế. Hiện tất cả các báo chí đều hướng về Cao Tường và Cảnh Phương công kích một cách thậm tệ. Tất cả các báo đều ra số đặc biệt, còn báo Ngày Mai đương nhiên sẽ công kích thậm tệ hơn. Vụ này càng làm cho Cao Tường và Mỹ Nương phải nhức đầu nhiều. Lòng Mỹ Nương như tơ vò, nàng đưa mắt nhìn về phía Tú. Tú, đừng nói nữa được chứ? Tú bị nói, chề môi không thèm trả lời. Một tờ báo có những dòng tiêu đề thật lớn như: Tại biệt thự của Phan Hưng là một nhà phú hộ số 1, vừa xảy ra vụ cướp ly kỳ, một số bà khổng lồ không cánh mà bay. Đó là tờ báo còn khách sáo, còn tờ khác thì với tiêu đề: Cao Tường không cao minh, nữ hiệp như nữ yêu. Một tờ khác với tiêu đề như sau: Khổ chủ trước sự việc này đã cầu cứu, lại bị cảnh sát từ chối. Hiện giờ tổn thất nặng nề, trách nhiệm ai sẽ gánh chịu. Còn một tờ khác thì với tờ đề: Thanh Thiên Bạch Nhật, bọn cướp biểu diễn thủ đoạn, hành động trắng trợn, Cảnh Phương đành phải chào thua. Càng làm cho Cao Tường khó chịu hơn là hai tờ báo của Lão Hưng đăng thật rõ hình ảnh của Cao Tường, bên cạnh lại ghi chú: Mang danh là nhân viên của Cảnh Phương, là công bậc của dân chúng, nhưng vào lúc khổ chủ xin nhờ giúp đỡ, hắn chẳng những từ chối mà còn nặng lời xua đuổi. Thử hỏi Cao chủ nhiệm, hành động của ngươi có phải là gián tiếp giúp cho bọn gian tặc? Nàng xếp lại các báo để vào kẹp, giọng rất bình thản: Anh Cao Tường, Lão Hưng cũng từng đến tìm em, nhưng em cũng như anh vậy, lão bị em đuổi đi. Cao Tường cười chua xót: Tôi hiểu, nhưng lão không dám công kích em. Lão giả mắc dịch. Tú không thể dằn giọng: Anh Cao Tường tham gia ngành cảnh sát, anh đã nhiều phen vào sinh ra tử, lập được biết bao nhiêu công trạng, hiện giờ chỉ xảy ra vụ cướp tầm thường, lại bị lão già dịch này đả kích thậm tệ. Mỹ Nương nghiêm giọng: Tú, em nên hiểu, từng sự công tác ngành cảnh sát, xứng đáng là người vĩ đại nhất trên thế giới, vì phải mạo hiểm biết bao nguy hiểm mạng sống để thi hành các nhiệm vụ. Vì mọi người là nhân viên công vụ, dĩ nhiên cũng phải chấp nhận sự chỉ trích của dân chúng, nhưng chúng ta phải cố gánh chịu cái sự chỉ trích đó. Phẩm cách vĩ đại của nhân viên cảnh sát là ở điểm đó. Tú vẫn không bằng lòng. Nếu phẩm cách vĩ đại, sao để họ công kích thậm tệ thế? Cao Tường thấy hai chị em cố tranh nhau, trái lại càng khuyên: Ôi, chuyện đã rắc rối rồi, tôi nghĩ mình nên bắt tay vào việc bằng cách nào. Mỹ Nương mỉm cười: Anh Cao Tường, chuyện đâu có rắc rối, chỉ có anh tự thấy rắc rối cho mình, vì sự việc xảy ra bằng cách nào anh còn chưa nói sơ qua cho em rõ. Chàng bình tĩnh lại, Cao Tường bắt đầu kể chuyện. Vì đoạn trước thế nào Tú cũng không hiểu, cho nên nàng lặng thinh ngồi vào ghế salon mà chú tâm lắng nghe. Đoạn sau thì dĩ nhiên không cần kể. Đoạn sau cũng là đoạn Lão Hưng gọi anh bí thư Đức Triệu tập hợp các phóng viên đến biệt thự, nhưng cũng phải kể lại cho tường tận hơn. Đương nhiên Cao Tường không thể ngăn cản không cho lão đi triệu tập các phóng viên. Chàng tự hiểu, hiện biệt thự của Lão Hưng đã xảy ra vụ cướp không tầm thường và Lâm Hiệu vẫn biệt tâm biệt tích, điểm đó đã làm cho chàng phải lo âu. Mà hiện giờ Lão Hưng cứ mang nhiều địch ý với mình, hoàn cảnh này chàng muốn mở cuộc điều tra cũng không làm cách nào hơn. Nên chàng cố dằn giọng: Thưa ông Hưng, đã xảy ra việc thế nào? Mà Lâm Hiệu, phó thám trưởng hiện nay đang ở đâu? Tôi hy vọng ông đừng có bối rối để chúng tôi giải quyết. Giải quyết cái cóc gì? Lão to tiếng. Lâm Hiệu phó thám trưởng của mi ở đâu? Có ai biết? Hắn làm cái cóc gì? Bọn cảnh viên chỉ biết ăn no, không chịu làm việc. Hai viên cảnh quan ở cạnh nghe những lời nhục mạ của lão, khó dằn được mà chen vào: Nếu nói cảnh viên chúng tôi chỉ biết ăn no, không chịu làm việc, chứ ai đã gọi điện thoại để nhờ chúng tôi đến? Cao Tường bây giờ cũng rất khó chịu. Nếu nói chúng tôi chỉ biết ăn, vậy hết lưu lại hai vị cảnh quan tại đây để tìm Lâm Hiệu phó thám trưởng. Còn tất cả đi về ngay. Hơn 30 nhân viên đã xuống xe, bây giờ liền bước lên xe ra về. Thái độ của Cảnh Phương trở nên cứng rắn, sắc diện của Lão Hưng bây giờ tái xanh. Tuy ông ta hiện không dám lớn lối, nhưng vẫn hầm hừ: Bí thư Đức, anh giúp hộ tôi, gọi ngay cho cục trưởng Minh. Bí thư Đức vâng lệnh bước vào trong, gọi điện thoại. Cao Tường cười lạnh: Thưa ông Hưng, ông có thấy nhiều khuôn cửa vẫn còn khói đang bay ra? Ông Hưng to tiếng: Anh đã biết có khói bay ra, sao anh còn đứng đó? Có lẽ lão là quá lớn, lão có vẻ kiệt sức. Người đàn bà tuổi trung niên vội bước qua, đỡ lấy thân thể của lão. Tú trề môi: Đáng đời. Cao Tường chỉ tay, 10 nhân viên theo chàng đã chạy về phía trước. Chàng chỉ huy: Các anh dùng máy vô tuyến thông báo với sở cứu hỏa, bảo chúng phái xe cứu hỏa đến cấp tốc. Cao Tường và 10 nhân viên chạy đến mọi khuôn cửa có khói đen bay ra.
Cao Tường phát hiện những cái khuôn cửa này là khuôn cửa của kho hầm ở sâu dưới đất. Cửa khuôn toàn dùng các cây sắt thật to và chằng chịt, không có cách nào để chui vào được trong. Người ở ngoài không thể nào trông tận vào trong được. Cao Tường liền quay lại. Thưa ông Hưng, lối vào kho hầm này đâu? Xin ông cho chúng tôi vào xem. Câu trả lời của lão Hưng làm cho chàng ngạc nhiên. Không được, không được. Chàng ngẩn ngơ nhưng lại hiểu được ý của lão. Kho hầm này chắc là nơi của lão cất giữ tiền bạc. Cao Tường vừa tức vừa cười. Thưa ông Hưng, kho bạc nhiều khói thế này, ở trong kho có lẽ đang cháy lớn. Nhưng xin ông nên nhớ, trong kho toàn là tiền của ông. Gương mặt lão lập tức tái xanh, giọng lão run run. Vâng, để tôi đưa các người đi, nhưng nơi đây quá đông người. Chàng cảm thấy phiền. Có lẽ lão sợ cách mở kho bạc bị người biết. Nhưng ông nên nhớ, với tài lực hiện tại của ông, dư sức tái thiết lập thêm một kho bạc khác còn kiên cố hơn. Vậy thì ông sợ cái gì? Lão Hưng cố cắn răng quay người đi vào trong. Cùng lúc xe chữa lửa cũng chạy tới nơi. Cao Tường ra khẩu lệnh cho một vị cảnh quan lưu lại, bảo khi xe chữa lửa đến thì lập tức phun chất hóa học để chữa lửa ở trong khuôn cửa sổ. Còn Trang Va Tú cùng mấy viên cảnh vệ theo sau lão Hưng. Cao Tường nhanh chân đến bên cạnh lão Hưng. Thưa ông Hưng, câu chuyện xảy ra bằng cách nào? Ông nên lợi dụng cơ hội này nói cho tôi hiểu qua, để tôi còn tính toán. Chuyện đã xảy ra rồi, còn nói thêm làm gì? Lão Hưng vẫn hoàn cố. Nếu ông có tổn thất, ông không mong phá án à? Tôi đương nhiên là có tổn thất. Tôi biết nhất định là có tổn thất. Thế sao ông không nói cho tôi biết? Để tôi nói. Thoạt đầu có một người đến tìm tôi. Người này đã đến vào 3 ngày trước. Chúng tôi có một cuộc hẹn, sẽ gặp vào buổi hôm nay. Hắn là một thương gia từ Phi Luật Tân đến. Hắn tên là gì? Vương Đào. Do ông Vương Trang giới thiệu đến. Vương Trang là một nhà chuyên xuất nhập cảnh các đồng hồ danh tiếng để bán tại nơi này. Vương Đào là anh họ của Trang. Tuy Đào đến không đúng lúc, nhưng tôi vẫn tiếp vì tôi đã cùng người có hẹn trước mấy hôm. Đào đến vào lúc nào? Ông và Đào hẹn gặp nhau vào mấy giờ? 6 giờ 45 phút. Đào đến rất đúng giờ. Trần Lão Hưng quay lại hỏi Bí Thư Đức. Có phải không Bí Thư? Vâng, và do tôi đưa vào gặp ông. Khi Đào vào trong phòng với ông chủ, tôi liền lui ra. Qua nửa giờ tôi mới nghe thấy tiếng ồn nào. Vậy trong nửa giờ qua, có xảy ra điều gì không? Cao Tường vừa hỏi, lòng chàng vừa nghĩ. Lúc chàng lái chiếc xe màu cho vội trở về căn biệt thự của Lão Hưng là lúc 6 giờ 50 phút, mà Đào đến là 6 giờ 45 phút. Theo thời gian suy tính, lúc Lâm Hiệu Phó Thám Trưởng đang phát ra tiếng kêu tuyệt vọng và khủng khiếp, cũng đúng là 6 giờ 45 phút. Và cũng là lúc Đào có mặt rồi. Cao Tường không chờ Lão Hưng trả lời, chàng quay lại hỏi anh Bí Thư. Thưa anh, lúc anh đưa Đào vào, anh có nghe tiếng kêu quái gở hay là tiếng cười quái dị nào không? Không. Bí Thư Đức nói với dáng vẻ nghi hoặc. Anh có gặp qua chuyện nào rùng rợn không? Cũng không. Dáng của Đào trông có rùng rợn không? Không. Đào mập người và dáng người rất dễ mến. Chợt Lão Hưng hừ nặng và chen vào. Không ngờ Đào là... Nói đến đây, lão đột nhiên ngừng lại, có vẻ suy nghĩ. Lão ngưng lại một cách bất ngờ làm cho Cao Tường phải chú ý. Cao Tường liền hỏi lão. Đào thế nào? Lão Hưng ngập ngừng. Không ngờ Đào là người của bọn chúng. Đào sao? Khi Đào vừa đến, ông khách giáo mấy câu liền lấy thuốc xì gà hút. Tôi vốn không ưa thích mùi thuốc, nhưng hắn lại cố hít phun khói vào mặt tôi. Tôi cảm thấy khó chịu, đang muốn bảo ông ta lịch sự hơn, nhưng chợt tôi không thể nói chuyện. Thân người tôi bỗng như mất sức, và tôi không còn biết... Nói đến đây, lão ngừng giây lát. Cao Tường linh cảm ngừng giây lát của Lão Hưng là một sự không được tự nhiên, rồi lại tiếp tục. Khi tôi tỉnh lại, tôi liền gọi ngay cho cảnh sát cuộc. Khi tôi ra ngoài sân, cùng lúc gặp phải ông và cô Tú đến. Chúng tôi đã đi đến một tổ trưng toàn đồ sứ xưa. Tổ trưng đồ sứ xưa nằm ở một góc. Lão Hưng dùng sức đẩy mạnh, tủ này di động sang một bên. Tủ đã được di động, liền hiện lên một miếng thép. Đó là một cánh cửa bằng thép, và bây giờ chỉ che sơ lại. Hắn đã vào qua đây. Lão Hưng chợt kêu to lên. Tiếp theo tiếng kêu, thân lão chợt khuỵu xuống, người lão như đã ngất. Một anh cảnh viên vội đỡ lấy thân lão. Lão Hưng dậm chân. Hãy mau đưa tôi vào trong. Cao Tường đá miếng sắt bằng sang một bên. Dưới sắt bằng có một chiếc thang để leo xuống dưới kho. Cao Tường leo xuống thang thật nhanh. Cuối đoạn đường lại gặp một cánh cửa thép khác. Cửa thép đang đóng lại. Cao Tường dùng tay đẩy nhẹ, cánh cửa mở ra một cách dễ dàng. Cánh cửa thép mở ra, khói đen đặc nồng đã theo cánh tay bay ra. Cao Tường bị khói đen hất vào người bất ngờ, anh phải ho sặc sụa. Vội vàng ngưng thở, cố gắng đóng kín cánh cửa thép lại. Trang nuôi trở lại và nói với anh cảnh viên, chuẩn bị mặt nạ phòng độc. Một viên cảnh sát vâng lệnh, còn một cảnh sát đến báo cáo.
Thưa cao chủ nhiệm, đội trưởng của xe cứu hỏa xin được gặp ông. Cho mời anh ấy vào. Đội trưởng chạy nhanh vào, đến trước cao tường. Thưa cao chủ nhiệm, kho hầm này không có phát hỏa, khói đặc là do chất hóa học bay tỏa ra, và chúng tôi cần tiến vào để dập tắt chất đó. Vâng. Cao tường không chờ lão Hưng đồng ý, chàng đã trả lời như thế. Một tiểu đội trang bị mặt nạ phòng độc được ông đội trưởng đưa vào trong kho hầm. Khi chúng vào trong kho, công chồng Minh cũng đến nơi. Vì khói vẫn bay đặc, cho nên mọi người đều bước ra khỏi hầm để trở lại hòa viên. Cao tường trông thấy khói đen vẫn còn dày đặc, chàng ra lệnh cho mang đến một máy thổi gió. Máy thổi gió phải thổi gần cả một tiếng, khói đen mới tan dần, người mới có thể vào được trong kho. Nhóm đầu tiên bước vào trong kho là Cao Tường, Lão Hưng và Bí Thư Đức, Tú cùng Cục trưởng Minh và một vài cảnh viên. Giờ chàng đã trông rõ xung quanh của kho hầm. Trong kho hầm có hai khuôn cửa sổ, và hai khuôn cửa sổ có trang trí các thanh sắt thật to, chằng chịt khít nhau. Xung quanh kho hầm đều xây vách tường thật dày, rất kiên cố. Trong kho hầm có tất cả 8 tủ sắt, trên mỗi tủ sắt đều có được một viên đá nặng gần 1 tấn đè lại. Trong 8 cái tủ sắt, có một cái đã bị mở tung. Và trong cái tủ trống không, không còn một vật gì. Bước vào trong kho hầm, Lão Hưng không nói được một lời. Khi lão trông thấy chiếc tủ sắt bị mở tung, lão phát ra tiếng rên, kêu, tựa hồ như là tuyệt vọng. Lão phải nhờ Bí Thư Đức đỡ hộ mới đứng vững. Và bây giờ các phóng viên đến thật đông đủ. Trong cái tủ sắt bị mở tung, có nằm một tấm cát y hệt như cái chất giấy bằng ngà, trên viết hai hàng chữ. Vì thời gian rất cấp bách, nên tôi chỉ mới thưởng thức được một trong 8 chiếc tủ của ông. Tôi thấy thật hối tiếc. Vậy tôi xin hẹn lại một ngày nào khác, sẽ tái đến thăm ông vậy. Lão cầm cái cát trên tay. Tay lão run run, chợt lão vứt tấm cát vào mặt của Cao Tường. Lão nổi sùng bước ra. Cao Tường vẫn còn lưu lại trong hầm. Dĩ nhiên, các tiền bạc trong tủ sắt bị mở tung đã không còn, nhưng số bạc là bao nhiêu, lão không chịu nói ra. Màn khói đen dày đặc bay ra là do chất hóa học chế thành được đặt trong tủ sắt bị mở tung. Cao Tường bảo các cảnh sát theo luật lệ mà tiến hành cuộc điều tra. Chàng và Cục trưởng Minh, Công Tú bước ra khỏi kho. Chàng không hay biết Lão Hưng đã đả kích chàng rất thậm tệ trước đám đông ký giả, nên các phóng viên khi trông thấy chàng và Tú, chúng đều canh ngay ống kính mà chụp lia chụp lịa. Chàng không thấy có gì đặc biệt, nhưng không ngờ trên các trang báo ra số đặc biệt lại có các ảnh của chàng xuất hiện kèm theo các lời tấn công thậm tệ của các báo chí. Trái lại, hôm đó Tú lại ăn mặc với thời trang quái dị, rất lộ liễu để chụp chung ảnh với chàng. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập đầu tiên của Lưới Trời và hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong tập 2. Còn bây giờ, Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.